3943,9. Đến, đúng đúng. 1.568. Đúng. 4.924. Đúng. 10.577. Đúng. 13.030,5. Đúng. 11.981. Đúng. 2.669. Đúng. 9.674,2. Đúng. 9.541,3. Đúng. 9.688. Chính xác. Trước hết về kết quả, con đã đúng hoàn toàn chính xác diện tích của 10 tỉnh thành. Chúc mừng con. Wow. Và thời gian con thực hiện thử thách lần này đó chính là 30 giây. Wow. Và thử thách lần này bé đã xuất sắc vượt qua. Dạ vâng, bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo của bé Quang Minh. Chúng ta sẽ đổi thử thách, chúng ta sẽ cho bé ghi nhớ về những cái hình ảnh được chụp từ vệ tinh và đoán được nơi mà bé đang nhìn là địa phương nào, tỉnh thành nào. Mời con. Vĩnh Phúc. Rất nhanh đúng luôn không anh? Chính xác. Wow. Bây giờ mình sẽ cho con coi và đoán tên thôi, mình không cần con phải kể câu chuyện nữa. Ok. Và đây là? Dạ là Thái Bình. Chính xác. Tiếp luôn ạ. Đang có đà mình tăng tốc luôn ạ. Đây, xin mời. Dạ Gia Lai. Chính xác. Như vậy là với 4 tấm hình đầu tiên, con đã trả lời đúng tên của 4 tỉnh thành khác nhau. Và bây giờ thử thách mình sẽ được nâng lên chứ hả Gil? Dạ chắc chắn rồi, anh sẽ chọn tỉnh thành nào để mà mình nâng cấp cái thử thách này lên ạ. Mời con. Vô. Bình Thuận. Đúng không anh? Chính xác em ơi. Anh ơi, như vậy thì anh có thể cho khán giả xem cái ảnh full được không ạ? Đây, ảnh full của Bình Thuận đây. Wow, nãy anh zoom vào đâu vậy ạ? Anh zoom về góc phải. Anh zoom về góc phải nè. Wow, dữ quá vậy. Rồi, một tỉnh nữa ạ. Xin mời con. Xin mời con. Vậy là Hà Tĩnh. Chính xác. Và hình ảnh full của tỉnh Hà Tĩnh là? Đây. Oh. Chị Harry zoom vào một cái góc rất là nhỏ luôn á. Nhưng mà em nghĩ là chị đang zoom vào một cái điểm rất là đặc trưng. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ làm khó hơn đi ạ. Cô Sam sẽ không chọn đặc trưng nữa. Cô Sam chọn thành phố Hồ Chí Minh và zoom vào nhà của mình. Mời con. Có vẻ khó nha. Lâm Đồng. Chính xác. Ở mà. Và mình có thể thấy hình ảnh full được không ạ? Cô Sam có zoom vào cái góc phải mà bên trên á. Hay quá con ơi, quá giỏi. Thế vậy thì giờ chú Nghĩa muốn hỏi nè, con dựa vào cái chỗ nào mà con nhận ra đây là tỉnh Lâm Đồng? Dạ là cái chữ cờ ngược. À đó, à, cái cờ ngược ở đây. Chú Nghĩa sẽ thêm một hình nữa cho con nha. Dạ. Mời con. Quảng Ngãi. Hay thật. À, anh zoom tới cỡ như thế nào ạ? À, so với hình ảnh full ban đầu. Đây hình ảnh full ban đầu đây. Wow. À, tuyệt vời. Chúc mừng Quang Minh, con đã chinh phục được 3 vị giám khảo của chúng ta rồi. Trời dễ sợ. Khẩu phục. Quá ghê. Quang Minh ơi, con có thể chia sẻ ước mơ tương lai của mình là gì không? Dạ ước mơ của con là trở thành một thầy giáo. Wow, thầy giáo hợp lý. Anh ơi, em thích một cái đây là bé rất tự tin. Bé biết bé muốn gì và bé biết là bé đang làm gì. Khi mà bé nói cái sự khẳng khái và cái ánh mắt nhìn của bé là bé rất là tự tin vào bản thân mình. Và hy vọng sự tự tin này sẽ xuất hiện trong đêm bán kết của chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Bởi vì chắc chắn rằng là con cũng đã chinh phục được rất nhiều trái tim của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và họ sẽ theo dõi và ủng hộ cho con để con có cơ hội quay lại với chương trình Siêu Tài Năng Nhí và trổ tài thêm nữa, được không nào? Dạ. Yeah. Yeah. Và hôm nay thì chương trình cũng sẽ có những món quà dành cho con. Xin mời đại diện của hệ thống Anh Văn Học Việt Mỹ VUS sẽ gửi tặng món quà đến cho bé ạ. Yeah, thank you.
Sẽ còn một món quà nhỏ nữa đến từ chương trình Siêu Tài Năng Nhí dành cho con nha. Tìm phương pháp học cho con là mẹ thấy phương pháp học sơ đồ tư duy là mẹ thấy mẹ mới phương pháp mới ghi nhớ là tốt nên mẹ muốn cho em học cái đó. Đây chính là một cái phương pháp học tập mà sử dụng cả hai bán cầu. Bán cầu não trái nó thiên về con số, còn bán cầu não phải thì thiên về hình ảnh. Vậy thì cái phương pháp siêu trí nhớ lại là phương pháp kết hợp cả số và hình ảnh cùng một lúc để các em học thông tin. Và với cái phương pháp mà học cùng một lúc như thế này á, qua một lần ghi nhớ thôi nhưng mà nhớ rất là lâu. Con cũng muốn đi thăm nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố, và con rất muốn đi thăm bến nhà rồng. Con muốn cùng mẹ có những kỷ niệm với nhau. Thực sự là mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là tự hào với một học trò của mình mà được tham gia một cái sân chơi rất là lớn. Chúc em hãy bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng.